Ủa mọi người ơi, hình như ở đây không có cái cảnh nào lãng mạn để quay hay sao á. Ừ. Thiết kế ơi, thiết kế đâu rồi? Dạ dạ có em. Dạ sao anh? Vòi phun, bồn chứa đã chuẩn bị tới đâu rồi? Ủa, vòi phun gì anh? Ủa, bồn chứa gì vậy anh? Mọi người quay cảnh mưa mà vòi phun, bồn chứa đã chuẩn bị chưa? Ủa, tụi em quay cảnh mưa là không có xài tới mấy cái thiết bị đó đâu anh. Tại vì em muốn quay á là quay mưa trực tiếp luôn á anh. À, mưa thiệt luôn để lột tả được cảm xúc thật. Dạ đúng rồi. Quay trực tiếp hả? Dạ dạ. Chiều thì ý cô. Cảm ơn anh. Nhận sao? Bây giờ nha, con thấy là ở đây được nhất là có cái gốc cây này thôi. Là bây giờ á, con sẽ đứng dưới gốc cây, con chờ người yêu rồi xong mưa xuống á, tí tách vậy con hứng mưa vậy đó. À, trước mắt á, mình ra gốc cây thì mình coi cái cảnh trước đi. Ok chú. Ok ha, em ngồi chờ tí nha. Đi. Mệt quá. Giận sao? Chờ xíu đi coi cái cảnh này đã. Đây nè. Dạ, vậy giờ con đứng dưới gốc cây này, xong cái con chờ người yêu đúng không? No. Mấy cái phim á với lại là mấy cái MV á, cô gái hay đứng dưới gốc cây rồi ngồi dưới gốc cây, tào lao. À. Chán quá rồi. Bây giờ con phải leo lên cây. À. Ừ, nó mới đẹp, lạ mà độc nữa. À. Để khi gì? Khi mà chàng trai tới thấy, trời, em chờ anh ở chợ anh lận sao? À. Nó cảm động vì cái công sức con leo lên cây, nó sẽ yêu con nhiều hơn nữa. À. Đó, như vậy á. À. Mà con leo lên chợ á, khán giả sẽ coi thấy, trời ơi, nhỏ này quay cực quá, người ta thương, người ta động lòng nữa. Đó, đây nè, bây giờ chú leo lên cây thị phạm cho con nha. À. Tưởng tượng chú là một cô gái. Dạ. Rồi. Wow. Đó. Con đứng đây con chờ người yêu vậy nè. Đó, để mưa xuống mình vẫn đứng yên một tư thế luôn. Gió lay cỡ nào vẫn đứng một tư thế luôn. Đó, bạn trai đứng ở dưới nhìn lên. Khóc. Khán giả đau nghẹn luôn. Con thấy ok không? Dạ. Cao quá chú ơi. Cao như vậy đó, khi bạn trai tới sẽ thấy động lòng, con hiểu không? Dạ. À. Còn cô gái nhìn xuống chàng trai á, chú sẽ quay cái góc POV xuống dưới. Trời, lúc đó sẽ thấy là chàng trai đứng lạc lõng ở dưới một bãi cỏ. Nó sẽ hay hơn nhiều, lấy nước mắt khán giả. Ồ. Oh. Vậy nha. Dạ. Quyết định là chọn cây này. Ờ, thì con thấy cảnh này cũng được. À. Nhưng mà theo dự báo thời tiết á, là ngày mai mới có mưa. Thành ra con tính hẹn chú là ngày mai. À. Ngày mai được không? Ngày mai được. Ê, ngày mai còn thêm ngày nào nữa không? Để nói có gì chú xếp lịch nha. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Xếp lịch gì vậy chú? Con nghe đồn là chú ế dữ lắm mà. Chọc chửi hả Quỳnh? Có muốn chú quay cho không? Dạ muốn. Vậy hẹn chú ngày mai nha. Ờ. Dạ anh Quý Phim ơi. Dạ. Sao có chuyện gì cô? Dạ dạ em muốn bàn với anh chút xíu là hôm nay đi coi bối cảnh như vậy là ok rồi, nên là bây giờ đoàn mình về được rồi. Với lại em hẹn anh ngày mai, tại vì dự báo thời tiết á, là ngày mai mới có mưa đó anh. Ừ. Thôi được, mai quay cũng được. Dạ. Nhưng mà trước tiên á, cô cũng phải trả tiền cho anh em trong đoàn chứ. Ủa, thanh toán gì anh, mình đi coi bối cảnh thôi mà. Đâu có quay phim gì đâu anh. Rồi, đi coi bối cảnh mà cô kêu cả đoàn làm phim theo. Ủa, đi coi bối cảnh mà tự nhiên con quay phim rồi lôi nguyên một cái đoàn người ta lên chi vậy? Cái này em kêu cho chị mà. Ủa nhưng mà em là trợ lý của chị mà. Ừ vậy thôi để em trả tiền. Bé Ly lần đầu á làm mà sao biết được. Con có kinh nghiệm con không nói lại bé Ly. Chàng còn ghê. Dạ cho em gửi tiền. Rồi cảm ơn cô. Cảm ơn anh. Dạ. Mai gặp nha anh. Bye. Bí mật quý ông được phát sóng vào lúc 17 giờ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Đồng 1.